Diễn ra chặng 2 của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2018 từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Thanh Hóa. Chặng đua có chiều dài lên tới gần 150 km này đã khởi đầu với điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi. Tuy nhiên, các cua rơ quốc tế tham dự giải đấu năm nay đã chứng tỏ chất lượng của mình và cho thấy rằng họ có khả năng thích nghi tốt như thế nào với điều kiện thời tiết tại Việt Nam. Chặng 2 dài 149 km từ Hà Nội tới thành phố Thanh Hóa đã mang tới những thách thức cho các cua rơ. Trời mưa, đường trơn ở 50 km đầu tiên ảnh hưởng nhiều tới tầm nhìn và tốc độ của các cua rơ. Sau chặng 1, các đội đua cũng đã dần nắm được thực lực của nhau và thực hiện chiến thuật kèm cặp các đối thủ cạnh tranh áo vàng và áo xanh. Ekip của đội Global Cycling cho thấy quyết tâm giữ chiếc áo vàng của David Van Ất. Sự kìm kẹp giữa những ekip mạnh đã tạo điều kiện để tay đua Nien Van Der Pichy của đội NCC Lào đã bước đi. Anh đã cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 4 phút 28 giây, tạo khoảng cách tới hơn 30 giây so với tốp sau. Với cách biệt lớn như vậy, đã giúp Nien Van Der Pichy xuất sắc đoạt áo vàng từ tay của chính người đồng hương David Van Ất. Chiến thắng ấn tượng ở chặng 2 khiến tay đua người Hà Lan không giấu được cảm xúc. Đây là một chặng đua khó khăn, rất khó để các tay đua đạt tốc độ nhanh trong thời tiết như thế này. Ngay sau khi thời tiết tốt lên thì chúng tôi đã cố gắng tách ra. Và cuối cùng thì tôi cũng đã về đích đầu tiên. Tôi rất hạnh phúc với kết quả của trận đua ngày hôm nay. Ngày mai mùng 4 tháng 9, giải sẽ tiếp tục diễn ra ở chặng 3 với lộ trình từ Tượng Đài Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tới đích đến tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Nghệ An, có độ dài 154 km.